Honey Lee, hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn lộ dấu hiệu lão hóa, khác style ảnh Photoshop. Là một trong những người đẹp được mệnh danh đẹp nhất xứ Hàn, Honey Lee thường xuyên xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp và cuốn hút. Thế nhưng dường như tuổi tác cũng như chuyện sinh nở đã khiến cô giảm phong độ về mặt sắc vóc. Sau quá trình mang thai và sinh nở, Honey Lee gần đây đã quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia chụp hình tạp chí cũng như tham gia lễ trao giải âm nhạc với tư cách là người công bố giải thưởng. Trong khi những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn cho thấy cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, thì tại lễ trao giải TMA World 2022, cô lại để lộ những dấu hiệu lão hóa rõ rệt trên gương mặt. Có thể thấy mặt của Honey Lee khá căng cứng, xuất hiện những nếp nhăn rõ nét ở vùng mắt và miệng. Cư dân mạng cho rằng ở độ tuổi U40, mỹ nhân nữ thanh tra tài ba cũng gặp phải những vấn đề mà nhiều phụ nữ kinh qua. Tuổi tác và chuyện sinh nở chắc chắn có ảnh hưởng đến diện mạo cũng như vóc dáng của cô. Honey Lee tên thật là Lee Hani, cô nàng sinh năm 1983 và lớn lên tại Seoul, Hàn Quốc. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006, đoạt danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2007. Có những thành công liên tiếp trên đấu trường sắc đẹp, nhưng Honey Lee không ít lần nhận về lời chê bai về ngoại hình săn chắc, làn da rám nắng. Tất cả điều này hoàn toàn trái ngược so với hình mẫu chuẩn của các cô gái trẻ Hàn Quốc vào những năm đầu 2000. Honey Lee cho hay, tôi luôn cảm thấy mình có sự khác biệt so với các thí sinh tham dự cuộc thi nhan sắc. Rất nhiều trong số họ có làn da nhợt nhạt, thân hình mỏng manh và thiếu sức sống. Thậm chí nhiều lời khuyên dành cho Honey Lee rằng, nếu muốn thuận lợi hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc thì nên phẫu thuật loại bỏ khuyết điểm ma lúm đồng tiền. Tuy nhiên, người đẹp thẳng thừng từ chối, vì tôi đã sống cả đời với tài sản lớn nhất của mình, đó chính là sự tự tin và biết cách trân trọng mọi thứ mà mình đang có. Tính cách thẳng thắn, quyết đoán và độc lập của Honey Lee có lẽ được rèn luyện trong một gia đình nề nếp gia giáo, khi cha ruột là quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Hàn Quốc, mẹ là một giảng viên đại học nữ sinh y khoa. Nhờ vào sự dạy dỗ có phần nghiêm khắc của cha mẹ đã giúp cho nữ diễn viên có được sự mạnh mẽ và không sợ hãi trước mọi khó khăn trở ngại. Sau các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu Honey Lee chuyển hướng sang vai trò làm MC và diễn viên. Trong đó, nhiều dự án phim truyền hình có sự góp mặt của người đẹp tạo sức hút lớn trên màn ảnh nhỏ như Wonder Woman, Ruth Blackness và gần đây nhất là Nữ thanh tra tài ba. Năm 2012, khi tham dự liên hoan phim Busan 2012, nàng hoa hậu bắt đầu mối tình đậm sâu kéo dài hơn 7 năm với nam tài tử Jun Ki Sang. Cuộc tình này tiêu tốn nhiều tâm sức của Honey Lee và gặp không ít rắc rối, hình ảnh giảm sút đáng kể. Cặp đôi liên tiếp vướng nghi vấn bất hòa, không tìm thấy điểm chung trong mối quan hệ. Đến điểm là loạt ảnh nóng nghi vấn Honey Lee đang tắm tại nhà của bạn trai, khiến cho tình cảm giữa hai ngôi sao thêm phần phai nhạt. Tháng 6 năm 2020, công ty quản lý của Honey Lee là People Entertainment đưa ra thông báo cô và nam tài tử Jun Ki Sang chính thức đường ai nấy đi. Lý do về cuộc chia tay không được công bố. Tuy nhiên, có không ít đồn đoán cho rằng chính việc Jun Ki Sang không mặn mà chuyện kết hôn và sinh con giống như giọt nước tràn ly. Cặp đôi quyết định dừng mối quan hệ, chia tay trong lặng lẽ. Những ngày cuối năm 2021, giới truyền thông xứ Kim Chi và người hâm mộ được phen náo loạn trước tin tức hoa hậu Honey Lee bí mật kết hôn với người bạn trai mới quen một năm. Tiệc cưới của người đẹp được tổ chức nhỏ gọn, ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết tại Seoul, Hàn Quốc. Phía công ty quản lý của Honey Lee cũng xác nhận cặp đôi đã nên duyên vợ chồng và vì hoàn cảnh dịch bệnh không thể tổ chức họp báo, cả hai mong muốn nhận được sự chúc phúc của mọi người. Được biết, ông xã của nàng hoa hậu là người làm ngoài ngành giải trí, cặp đôi gặp gỡ trong một bữa tiệc của người bạn chung và bí mật hẹn hò từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, cho đến nay, danh tính và hình ảnh của người bạn đời vẫn luôn được Honey Lee giữ kín. Cô cho biết, bản thân muốn bảo vệ cuộc sống của ông xã tránh khỏi sự tò mò, phiền phức đến từ giới showbiz. Cặp đôi từ lúc quen biết cho đến nay đều rất kín kẽ và không muốn phô trương rộng rãi. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi sau kết hôn, Honey Lee nhanh chóng trở lại với công việc.